jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Đưa cho tao nhanh lên, sao mày lấy không được nhỉ? Mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày tập về nhà làm sao mà giống nhau được? Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Không được. Mày dám đẩy tao hả? Em có sao không Tâm Anh? Nếu mà mày chịu đưa cho tao sớm hơn thì không có chuyện này xảy ra rồi. Nè, em có muốn chị cho một trận không hả? Có muốn chị cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Đè. Đồ lăng chi đúng là đồ bò mà. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép lẹ rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên thấy bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chưa học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Alo, cho hỏi có cô Tâm Anh ở đó không? Dạ, đúng rồi, tôi là Tâm Anh đây. Cô dạ. Tâm Ý gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi là Tâm Ý, cho tôi hỏi là cô Tâm Anh có khỏe không? Ừ, tôi rất là khỏe. Còn cô Tâm Ý thì sao? Đưa cho tôi cái đồ đáng ghét. Ơi, của mình mà. Đưa cho tao. Của mình mà. Của tao mà. Của mình mà chị ơi. Ở trong nhà tao là của tao, tôi cũng muốn chơi trò điện thoại. Em muốn chơi á thì tự làm chơi đi, sao mà giành của Tâm Anh? Con ra đi mà. Hai người không chịu đưa chứ gì? Có một cái điện thoại thôi mà cũng làm thấy mà ghê. Được rồi, Lam Chi này không được chơi thì cũng không ai được chơi hết. Em làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Có nghe mẹ dặn chưa vậy? Đi chơi dã ngoại á thì phải nghe lời thầy cô giáo, không có được chạy lăng xăng nghe chưa? Con biết rồi, mẹ khỏi lo. Con đâu phải là con nít nữa đâu. Con không là con nít chứ lại gì? Sao lâu quá vậy? Giờ này con nhỏ này, trễ giờ rồi, ngóng gì nữa vậy? Đi. Dạ con đi liền. Ê giờ chị em đi nha, em trễ rồi. Đi cẩn thận nha. Dạ. Tới nơi á nhớ gọi cho chị đó. Dạ em biết rồi. Ê cái đồ lề mà, sao mày chậm như rùa vậy? Làm tao phải trễ giờ theo luôn rồi nè. Thì ai biểu bạn đợi mình làm chi? Trời trời. Mày nghĩ mày là ai mà tao phải chờ mày chứ? Còn lâu nha con Tâm Tâm. Làm chi? Vì ăn sao hả? Hai đứa là phải thân thiết với nhau mà. Sao con phải thân với nó chứ? Đừng có mơ. Làm chi? Vậy thôi, con chào cô, em chào chị em đi nha. Đi chơi vui vẻ nha con. Dạ. Chị. Hả? Sao không còn gì ăn trơn vậy? Ủa? Hai chị em mày đang làm gì vậy? Làm chi nè, bạn có muốn trang trí cây thông với tụi mình không? Gì? Trang trí cây thông hả? Mấy cây rác này mày cũng thích hả? Mà cũng đúng rồi. Chỉ có mày á mới thích những mấy cái cây rác rưởi như thế này thôi. Merry cây rác mất. Nè, em không làm chung á thì đi ra ngoài đi. Chút xíu chị xuống chị nấu đồ ăn cho. Bộ chị tưởng á em thích ở đây lắm không bạn? Đưa cho tao nhanh lên. Sao mày lì quá vậy? Đâu, mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày tập về nhà làm sao mà giống nhau được? Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Không được. Mày dám đẩy tao hả? Em có sao không Tâm Anh? Nếu mà mày chịu đưa cho tao sớm hơn thì không có chuyện này xảy ra rồi. Nè, em có muốn chị cho một trận không hả? Có muốn chị cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Đè. Đồ Lam Chi đúng là đồ bò mà. Dạ
alo ạ. À? À, bà hả bà? Dạ. À, chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh, con mới nói gì đó? Cô hả? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hả? Chờ làm chi? Mày hay lắm, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thay, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Lâm Chi ơi, để. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lâm Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh á hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, nhà bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bà không đánh mày thì con chó nó cũng tát mẹ. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á. Nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Gì vậy Lâm Chi? Ủa, chè bà ba hả chị? Ừ. À, bộ chị không biết em ghét nhất là món chè bà ba này lắm hả? Tự nhiên nấu món này chi vậy? Ủa, em không biết bữa nay là ngày sinh của mẹ em hả? Mẹ em rất là thích ăn chè bà ba vào ngày sinh đó. Ngày sinh? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu. Ngày sinh chứ đâu phải là sinh nhật đâu. Này Lâm Chi, ngày sinh tức là sinh nhật đó. Bạn hiểu không? Chi nói cho Tâm Tâm biết nha. Tâm Tâm làm như Tâm Tâm giỏi lắm không bằng á. Chị qua nhà Chi giúp việc Chi vợ. 6 giờ hả hả 6 giờ. Cô nhõng nhẽo nữa. Có gì ăn nấy đi. Chị trách nhiệm thôi mà. Ôi không chịu đâu. Nói vậy thì em sẽ không ăn luôn. Nhịn đói luôn. Chị ơi, bộ chị lại phật ý chú nữa hả? Không phải đâu. Vậy tại sao chị lại bị chú la? Thì tôi nói cho hai chị em mấy người biết nha. Bạn nói đi. Tại vì ba tôi á ghét hai chị em mấy người. Nhìn hai cái mặt của chị em mấy người có hơi muốn chết luôn à. Ôi, thật chán và Thảo Bố cùng chơi đùa trong phòng khách. Nè, mày dám ăn sữa của tao hả? Thì tao nhớ rõ ràng luôn.
là đã để lại 7 miếng. Mà sao bây giờ chỉ còn có 5 miếng thôi à? Mẹ ăn 2 miếng đúng không? Nhưng mà cô nói là cho mình ăn mà. Cái gì chứ? Đúng là hết nói nổi mày mà. Mày muốn chết hả con nhỏ này? Ê ê ê ê! Đi! Đi làm cái khó cũng ra. Đi! Ba thả con ra, con phải đục cho nó một phát. Ê nhỏ kìa, mày uống sữa của tao đúng không? Mình đâu có uống đâu. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác chứ mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp tâm anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu, nó dám uống sữa của con nè. Nè nè nè, mẹ nhìn đi, sữa của con tới số 8, bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nấc rồi còn gì? Cô ơi, con không uống đâu. Mày uống với ai uống hả? Các em, nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi. Con xíu nha. Nhỏ này chạy cho chừng té đó. Sừng nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Được con dâu rồi mày đòi thêm bạch tiên nữa hả? Đúng là dám cửa nhà gan dụng tôm nè. Một miếng, một miếng. Trời đất ơi, trời. Trời ơi, mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm vậy? Sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xù của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét mà dám hả?